Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Thưa quý vị, theo Thượng nghị sĩ Tim Kaine, nhân quyền phải là một cột trụ cột trong quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ, và Washington phải đòi hỏi Hà Nội cải thiện nhân quyền cùng với việc nâng cấp quan hệ song phương. Ông Kaine phát biểu tại Virginia vào ngày 29 tháng 4 sau chuyến đi Việt Nam cùng với một đoàn chính Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ trong giữa tháng 4. Đây là một chuyến đi do Thượng nghị sĩ Patrick Leahy khởi xướng với mục đích khởi động những dự án giúp nạn nhân chiến tranh Việt Nam. Ông nói Hoa Kỳ đang cố gắng giúp Việt Nam giải quyết nhiều vấn đề để lại sau chiến tranh và có quyền đòi hỏi phía Việt Nam cải thiện nhân quyền. Trong chuyến làm việc 5 ngày tại Việt Nam, đoàn Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã có cuộc gặp với một số nhà hoạt động và bất đồng chính kiến ở Việt Nam để tham khảo ý kiến của họ về tình hình nhân quyền ở đây. Trong các cuộc tiếp xúc với một số các quan chức cao cấp của nhà cầm quyền Việt Nam, phái đoàn đã đề cập đến vấn đề tù nhân lương tâm và đưa ra danh sách 7 tù nhân lương tâm nổi bật, trong đó có ông Trần Huỳnh Duy Thức. Đoàn cũng đã nhắc đến việc của ông công dân Mỹ gốc Việt là Michael Phương Minh Nguyễn đã bị bắt với cáo buộc là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Tuy nhiên thì phía Việt Nam nói rằng họ không biết các trường hợp này và cần thêm thông tin từ phía Hoa Kỳ. Ông Kaine cho biết Hoa Kỳ tiếp tục gây sức ép lên Việt Nam về vấn đề nhân quyền qua đường dây liên lạc giữa Thượng viện và Tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam. Trong chuyến đi này, phái đoàn đã tham dự buổi khởi động dự án tẩy sạch chất độc dioxin do Hoa Kỳ tài trợ tại sân bay Biên Hòa, trị giá là 183 triệu đô la. Phái đoàn cũng đã chứng kiến việc ký một bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, tức là USAID, với chính phủ Việt Nam để giúp đỡ những người bị tàn tật, bị ảnh hưởng do bom mìn chiến tranh và chất độc da cam. Triển vọng hợp tác chặt chẽ giữa Liên Âu và Việt Nam trong lĩnh vực an ninh. Và hồi tuần qua, thưa quý vị, một viên chức kỳ cựu của Liên Âu đã công du Việt Nam. Chuyến đi nhấn mạnh đến sự nỗ lực của nhà cầm quyền Hà Nội muốn tiếp tục tăng cường sự hợp tác với Liên Âu, bất chấp thách thức tồn tại để thúc đẩy mối liên hệ chặt chẽ trong lĩnh vực quốc phòng. Theo TheDiplomat.com, từ lâu, Cộng sản Việt Nam đã có mối liên hệ chặt chẽ với các quốc gia Liên Âu, dẫn tới việc thành hình hiệp ước thỏa thuận và hợp tác đã được đôi bên ký kết vào năm 2012 và bắt đầu có hiệu lực từ năm 2016. Thực tế cho thấy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và Liên Âu chú trọng đến các cơ hội tăng cường bảo vệ an ninh chung, bất chấp thách thức còn tồn tại, trong đó có hồ sơ Hà Nội vi phạm nhân quyền. Tính đến thời điểm này, sự hợp tác về an ninh đã được tiến hành trong một số lĩnh vực, gồm có việc Liên Âu cung cấp kinh nghiệm, thiết bị, tài trợ trong nhiều lĩnh vực từ việc gìn giữ hòa bình cho đến an ninh hàng hải. Đôi bên cũng đã nỗ lực thảo luận về khả năng biến Việt Nam thành quốc gia hợp tác chính thức với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng thông qua thông báo tầm nhìn chung về quốc phòng và ký một bản ghi nhớ về sự hợp tác quốc phòng song phương giữa đôi bên. Và hồi tuần qua, thì mối liên hệ được nhấn mạnh chuyến công du Việt Nam của Phó Tổng Thư ký của Ủy ban Đối ngoại Jean-Christophe Bellia để tiếp xúc với hàng loạt giới chức Cộng sản Việt Nam, trong đó có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh. Ông Bellia đã được ông này tiếp đón tại Tổng Hành dinh của Bộ Quốc phòng. Trong dịp này, thì đôi bên đã thảo luận về sự cần thiết chú trọng nhiều vấn đề trong tương lai và mối liên hệ trong lĩnh vực an ninh, bao gồm việc tài trợ của Liên Âu giúp giới chức Cộng sản Việt Nam tham dự các khóa huấn luyện cũng như đưa thêm nhiều chiến hạm của Hải quân, các quốc gia thành viên Liên Âu ghé thăm Việt Nam, đồng thời trợ giúp đào tạo thông dịch viên cho Việt Nam chuẩn bị trở thành chủ tịch luân phiên hàng năm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào năm 2020. Mặt khác, thưa quý vị, một đoàn đại diện cao cấp của Quốc phòng Cộng sản Việt Nam theo dự tính sẽ công du Liên Âu vào tháng 5 tại Brussels sau khi Việt Nam chính thức tham dự cuộc họp của Ủy ban Quân sự Liên minh Âu Châu năm 2018 vừa qua. Sau đây là một phóng sự từ Dallas. Vào hôm Chủ nhật ngày 28 tháng 4 năm 2019, Cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại thành phố Dallas, Texas đã tổ chức lễ tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4. Phóng viên Thu Hương tường trình sau đây. Thương của đài truyền hình SBTN Texas xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Kính thưa quý vị,
hòa chung không khí 44 năm tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4, thì ngày hôm nay tại trụ sở Cộng đồng Người Việt Quốc gia Dallas, rất đông các hội đoàn đã đến để cùng tham dự lễ tưởng niệm rất đặc biệt này. Và bây giờ Thu Hương xin kính mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình phóng sự của chúng tôi. Đứng bên cạnh Thu Hương là Jason Lý, một gương mặt thật là trẻ trong Cộng đồng Người Việt Dallas. Anh là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Dallas. Chào Jason Lý, ngày hôm nay là tưởng niệm 44 năm. Với Trai Sinh Lý, cảm tưởng của Trai Sinh Lý sau 44 năm quốc hận như thế nào? Dạ, cảm ơn chị Thu Hương và xin kính chào quý khán giả của đài BTN. Thì thưa quý vị, hôm nay là ngày lễ tưởng niệm lần thứ 44, ngày quốc hận 30 tháng 4. Thì trong cái ngày mà miền Nam Việt Nam chúng ta đã bị mất nước và có biết bao nhiêu người đã rời bỏ Việt Nam, rời bỏ quê hương để đi tìm đến con đường tự do, và cũng rất là nhiều người đã bỏ, đã hy sinh. Và cộng đồng Dallas thì cũng giống như mọi năm trước, mình làm lễ tưởng niệm này để mà biểu dương tinh thần của người Việt tại hải ngoại và để cũng tưởng nhớ các anh hùng chiến sĩ đã bỏ mình cho tự do dân chủ Việt Nam và cho các nạn nhân đã bỏ mình trên biển cả và rừng sâu để mà tìm đường đi đến bến bờ tự do. Thì ngày hôm nay để có một cái buổi lễ trang trọng như thế này thì cộng đồng Dallas đã trải qua những cái khó khăn cũng như là có những cái thuận lợi gì? Dạ, cảm ơn chị Thu Hương. Thì cái sự khó khăn nhất là mình vẫn là nói là volunteer, những cái người tình nguyện viên thì lúc nào mình cũng thiếu. Nhưng mà nói chung là thì tới hôm nay thì nói chung anh em cũng ra đầy đủ. Và cái chương trình này thì như chị cũng đã biết là mình đã chuẩn bị trong vòng cả tháng nay rồi. Thì Jason cũng có liên lạc với thành phố và nhờ cái sự trợ giúp của thành phố và đặc biệt là cảnh sát của thành phố Garland. Họ đã đến đây và giống như là chuẩn bị cái phần tuần hành cho mình. Thì cái chương trình như chị biết là mình có hai phần về phần. Đầu tiên là làm ngã các nghi lễ tại trụ sở cộng đồng và sau đó là phần tuần hành và sau đó nữa thì mình có chương trình lễ cầu an, lễ tưởng niệm và chương trình văn nghệ bên khu Cali Sài Gòn Mall. Thu Hương kính chúc buổi lễ tưởng niệm quốc hận ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Dạ, cảm ơn chị Thu Hương và xin kính chào quý vị ạ. Thì, ngay bây giờ sẽ là phần lễ chào cờ tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng người Việt Nam tại vùng Dallas. Thu Hương xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những phần tường trình sau đây. Quân dân dưới. Oh, the rampart we watched were so gallantly streaming. Don't you lie, let another soul. Don't love the whole đoàn tuần hành đang chuẩn bị khởi hành từ trung tâm cộng đồng người Việt quốc gia Dallas và cái xe đầu tiên đi đó là cái xe của cộng đồng. Như quý vị cũng thấy là trước đó là có những xe cảnh sát đã đi dẫn đầu để bảo vệ cho đoàn tuần hành. Vâng, và chúng tôi nhận thấy là có rất đông xe đang từ từ nối đuôi nhau để mà đi sinh hoạt cộng đồng người Việt Dallas cho đến đường Silo và dự định là đoàn sẽ rẽ qua đường Silo. Sau đó thì sẽ đi thẳng một chút xíu là sẽ thấy đường Warner và sẽ quẹo bên tay phải theo đường Warner và tiếp theo đó là cái đoạn đường Jupiter, thưa quý vị. Và điểm cuối cùng dừng chân đó là tại Cali Sài Gòn Mall. Xin cảm ơn phóng viên Thu Hương. Và thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng, khi trở lại sẽ gửi tiếp đến quý vị các phóng sự từ Houston và Nam California.
Xem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Xem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.